Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Singularis là to nhất Việt Nam. Thì đây là so sánh giữa hai cái dòng này. Con kiến mà nó hơn nhà nửa xăng là nó hơn nhà một kiến luôn nha các bạn. Dạ. Rất là to luôn nha các bạn, rất là to. Tha hồ mà ngắm luôn. Phần nước đường này mình không để trong tăng luôn, mình để vào các khu vực ăn của nó. À. Đó, thì đây em tượng trưng ha. Dạ, nhưng mà rồi. Nó đụng tới đây nó rớt xuống. Dạ đúng rồi. Mà nó rớt xuống có sao không? Nó rớt xuống thì không sao anh. Các bạn worker vô. Ngoài sướng không? Rồi cho sang ban vào luôn. Bún bún xuống à. Dạ. Hello, mình là Nam Ngô và chúng ta đang ở HT. Ok các bạn, thì tiếp theo clip này chúng ta sẽ thả những cái đàn kiến vô trong đây ha. Thì trước khi thả đàn kiến thì chúng ta sẽ nói sơ về những cái dòng kiến, hai cái dòng kiến này đi. Dạ. Ok em, mời em. Dạ thì như clip trước mình đã nói thì cái con kiến Singularis là to nhất Việt Nam. Thì cái con này nó cũng là the same nhưng mà nó nhỏ hơn kiểu nửa xăng. Thì đây là so sánh giữa hai cái dòng này. Con kiến mà nó hơn nhà nửa xăng là nó hơn nhà một kiến luôn nha các bạn. Dạ. Tụi này thì về cái cách nuôi thì cũng giống như là những cái lần trước em hướng dẫn anh là cái cách nuôi nó cũng tương tự vậy hết. Nhưng mà tụi này nó cần đạm nhiều hơn. Đạm nhiều hơn. Dạ, đạm nhiều là hơn. Nó thích săn mồi hơn. Dạ, nó thích săn mồi hơn. Ok, mình sẽ mở ra cho các bạn coi thử coi. Anh coi chừng nó như chạy. Để cho các bạn. Ồ, đừng chạy, đừng chạy. Ôi. Nó lên đây luôn rồi. Ê, đưa đứa này cho em đi. Rồi. Hang bạn. Đâu rồi, cái hộp single đâu. Single đúng không? Rồi. Nó rất là to luôn nha các bạn, rất là to. Đó. Tha hồ mà ngắm luôn. Không sợ nhỏ nữa. Ok, cái này là Singularis. Dạ, Singularis. Em sẽ gửi cho anh một cái tên cụ thể. Ok. Thì bây giờ anh dán cái tá thằng trước. Ok. Còn cái này là Lamian. Dạ, cái này con này nó hơi nhanh cho nên mình đừng mở. Đừng mở nha. Con này là Lamian hả? Sang Bian, Sang Bian. Tưởng là cái gì Lamian trên Đà Lạt luôn đó. Sang Bian, Sang Bian. Rồi. Nói chung là anh em mình nhiều khi quay clip á, mấy cái này nói cho nó vui ha. Thì mình sẽ comment cái tên khoa học với nó để các bạn tiện cho Google. Còn lúc mà nói chuyện anh em cho sàm sàm chút cho nó vui. Ok. Con này, hồi nãy em nói là con này xài cái con này nó to hơn cho nên là cái nét nó cần phải sâu hơn, có không gian hơn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nó to hơn. Nếu như mà cái nét nó nhỏ hoặc là cái đường đi dẫn nét này qua nét kia á, khu vực cái zone này qua zone kia mà nó quá nhỏ thì cái con này đi không nổi nè. Nó kẹt cái bụng quá. Dạ, nó kẹt cái bụng. Anh em mình giờ mà chơi mấy cái tuột cầu tuột công viên nước giữa đường. Dướng lại. Nó kẹt. Rồi cái này thì là mình để mình set up nước đường. Thì mình set up cái phần nước đường này mình không để trong tăng luôn, mình để vào các khu vực ăn của nó. À. Đó, thì đây em tượng trưng ha. Tượng trưng lần lát được đem về không hay lấy lại? Dạ đúng rồi, đã được đem về chứ. Tượng trưng lát lấy lại chết luôn, nó giận luôn. Đó, thì bây giờ mình sẽ xử lý cái tăng này trước, mình trong mùng sinh phấn. Đây chúng ta sẽ cùng xem cái những cái thao tác để mà đưa cái bé vô chuồng luôn ha. Thì cái chuồng lần này là đầy đủ hết phụ kiện nha các bạn. Nước đường sẽ để trong này luôn, sạch sẽ luôn. Rồi, khoan cho anh xin một tờ báo trước đi. Anh lấy giùm em một cái miếng báo nữa để mình lót cho đừng dính mấy cái bột trắng này về công an nó kiểu. Hiểu lầm chết luôn. Dạ. À cái kiến này nó leo lên được cái vách này. Dạ được anh. Cái kiến kia thì nó không đi dạ, được. Dạ con chấp do đợt trước của anh là nó không có đi được. À, cho nên con này giờ là mình phải chấm phấn này. Phấn này là phấn em bé hả? Phấn em bé anh. Mình chỉ để cái viền này thôi là nó không lên được. Tại vì khi mà nó bước tới cái vạch này á, là nó bị trơn. Phê. Nhiều khi nó bị phê, té. Té luôn. Bạn Lãm đang thao tác cho mình nha các bạn. Dậm xương xương thôi em. Vài bữa mà nuôi kiến nhà mà thấy nó biết nói là biết là nó vô thuốc rồi. Anh em mình nhớ quay mấy clip đầu tiên thấy cũng nghiêm lắm mà lúc này thấy cũng hơi quậy quá rồi, hơi quậy quá, thấy cũng hơi hư. Lúc đó mình còn giữ kẻ.
À, chỉ cần chấm một cái lớp như vậy thôi là nó sẽ không bò lên được. Dạ. Có nghĩa là nó sẽ đi lên được tới đây luôn nè. Dạ, nhưng mà nó đụng tới đây nó rớt xuống. Dạ đúng rồi. Mà nó rớt xuống có sao không? Nó rớt xuống thì không sao anh. Ừ. Không bị chấn thương sọ não đâu anh. Không có hả? Cái đường xuống là ở đây hả ta? Anh đây đang cái có lỗ nè. Dạ đúng rồi, cái đường xuống á. Rồi xong, vậy là mình xong cái tổ sinh cu. Mình sẽ cho kiến vô luôn ạ. Ok. Cho Win vô trước. Này cứ coi cái duyên của anh Năm Ngô còn không nha. Còn duyên. Để anh xem còn... coi nó xuống liền nét không. Còn nguyên em ơi. Đó, ở trước mắt là con Win nó vào. Win nó được vào rồi. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn worker vô. Ngoài sướng không? Đó, nhìn ghiền luôn. Đó. Kiến các bạn nhớ cái con kia rồi, con gì cháp cháp giò, cháp giò là nó không leo được lên kiến nha các bạn. Còn con này nó leo được lên kiến luôn nè. Leo lên cái tấm mica này nè. Đó. Đó, thì một chút xíu nữa. Ê bắt đầu nó xuống rồi. Nhưng mà Win thì chưa xuống. Lộn nắp không hả? À, vậy để đó đi. Rồi. Thì khi mà cho một tổ kiến vào một cái tăng mới hoàn toàn. Ừ. Cái nhiệm vụ của mình là chỉ cung cấp nước thôi. Ừ. Cung cấp nước ở cái phần này. Ok. Dạ, thì các bạn sẽ cung cấp nước đầy đủ. Khoảng 2 ngày sau mình mới cho ăn được. 2 ngày sau lúc nào cũng vậy. Ồ. Igu bên anh cũng vậy mà. Khi mà vừa mới về nhà cũng chưa cho ăn được. Cho nó cũng chịu ăn. Dạ đúng rồi. Tụi này thì ăn nha. Tụi này thì ăn nhưng mà mình không nên. Không nên. Sốc hả? Đang dạ, sốc đúng rồi. Sốc văn hóa. Đây là xong phần nước. Tiện ha, bây giờ nó để ngoài thay nước là cũng dạ, tiện. Dạ thay nước ngoài luôn. Nhưng mà khi thay anh rút cái ống ra nha anh. Anh rút nguyên miếng này ra. Kiến, à, kiến nó rua ở ngoài đó. Ồ. Thì khi quên đó. Đây bạn nó đang xuống nè. Đây là cái đường xuống ha. Cũng có vài con xuống đây chưa? Rồi khu vực ăn thì mình chỉ cho bên đây thôi. Rồi em qua xử lý mình cái tổ này. Biết mình thích bò sát cho nên là trong này là để mấy cái bộ xương khủng long đồ này nọ. Dạ. Thấy nè, có cái đuôi dài nè. Này đứt đuôi lỗi rồi. Đứt đuôi. Rồi thời gian đây năm nô nê ổn không anh à? Anh thấy chứ một ngày nào live stream cũng 300-400 đơn vậy. Cũng được em ơi. Cũng được phải không? Đủ tiền trả cái tăng. Dạ. Ok. Nếu vậy là nghe được rồi, nghe cũng cái khoái rồi. Nay là đem anh Năm Ngô đem hai phần phần gì đây? Đó, một là cái tóp mỡ, một cái là da heo. Đâu rồi, miếng giấy nữa đâu rồi. Đây đây đây. Thì cái phần tóp mỡ là chó tăng này. Da heo là chó tăng này. Xong, đủ. Gọn không? Quá gọn luôn. Mình để đây luôn đi. Đây, nó bám như này. Mình vẫn không lên được ha. Ừ. Vẫn không lên được. To lắm, tụi này to lắm. To. Khi mà anh về anh nên sử dụng thêm một chút xíu phấn để anh đánh vào đây luôn. Ừ. Đánh vào đây luôn để khi mà cho đồ ăn anh có tụi nó có bu ở đây á. Thì anh vẫn có thể mở ra để lấy đồ ăn cũ ra được. Em đánh luôn giùm anh không? Được, anh đánh luôn để em đánh luôn. Đánh luôn đi, đang cầm phấn ở đây mà còn rồi. Nói anh đề anh đánh. Hay sai quá, đúng rồi, sai quá. Mình đặt 3 tuần mới có nha các bạn. Tại vì các bạn thấy là đây phải rất là nhiều cái kỹ thuật thao tác. Mà phải đúng cái gọi là cái chuyên môn, phải có chuyên môn mới làm được đúng không? Phải, mình phải biết. Ít nhất là mình phải biết về kiến thì mình có thể làm tăng kiến được. Ví dụ như những cái này nếu mình ra mình chỉ nói miệng với lại các nhà cung cấp Mika ở ngoài ngoài thị trường á, thì họ không có biết để làm. Ví dụ mà đưa ra nguyên một cái bản vẽ thì ok họ sẽ làm theo được. Nhưng mà để có những cái thứ mà đây như update lên như thế này rồi những cái chỗ cung cấp nước này thì mình không biết sao nói. Đúng rồi. Nói làm sao. Cho nên cái này là phải tự suy nghĩ, tự làm luôn rồi mình kiếm một cái người có tay nghề. Rồi mình training người ta nữa. Đây đang vô rồi, đợi xíu đi. À, cái kiến này vô đây hả? Dạ. Rồi cho sang bang vào luôn. Cho Nguyên trước ạ. Cái tổ kết thiên quan Nguyên bên kia.
Rồi tiếp theo, cái tổ tiếp theo mình sẽ mình cái mình sẽ cái này mình sẽ trực tiếp thả luôn nha các bạn. Thả cream vô. Cũng hơi rung á. Cũng bún xuống à? Dạ. Chưa muốn xuống. Cái này mình cho miếng phấn vô cái là nó bê rồi, nó không bám nổi nữa. Nhưng mà được cái mấy anh này anh gớt anh đâu có chấn thương gì đâu. Dạ đúng nhẹ rồi. Mà cái cách tiếp đất rồi. Đó chưa gì đã bám miếng xương rồi. Xương không. Đâu cho anh đổ vô luôn đi. Rồi. Mấy cái bụi cặn này đổ vô hết luôn ha em. Dạ cứ, anh cứ đổ từ từ cho mấy con đi vô đi, không cần phải đổ hết cái phần đó vô. À cái này nó... Nhưng mà để vô cũng được anh, có gì nó sẽ gom ra một chỗ mình dọn sao. Chứ giờ không cách nào. Thế cũng hơi cực á. Hơi thôi à. Nó chỉ hơi cực thôi. Hơi cực thôi hả. Dạ thì kiến vô hết rồi bắt đầu mình sẽ dọn. Này chắc quân số chắc cũng phải 1000 con ha. Không anh, 200 con à. 200 hả, thấy nhiều. Dạ. À? Anh cũng nói thấp quá. Dạ. Quen. Chứ đưa số nhỏ sợ bị hớ đó. Nhưng mà cái tăng lớn vậy thì phải chơi cái lượng này vậy mới đã nè. Hy vọng là nó sẽ sinh sôi nảy nở nữa ha. Chắc chắn nó sẽ sinh sôi rồi nè. Tại vì kia trứng tụi nó cũng có nhiều lắm à. Trứng có nhiều lắm à hả? Dạ. Mấy lần thấy mấy viên bự không à. Ủa nguyên xuống hả? Ủa sao nguyên bố đây? Bố đây nè, trên đỉnh luôn kìa. Không ồ. Nó cắn bê không Lãm? Không ạ. Không cắn hả? Con này nó cắn nhưng mà nó không bê. Không bê à. Tại vì cơ bản nó cắn nhiều khi không vô da mình nữa. Trời. Vậy mà nãy em hù anh làm anh sợ. Tưởng gì. Nhưng mà mình cũng đừng nên bị cắn anh. Các bạn nhỏ bạn coi theo à. Chết luôn á. Không nhưng mà bị cắn anh im chứ anh đâu quay đâu. Dạ. Biết. Hai dòng này đều là cắn như là kiến Việt Nam hết á em. Dạ. Không anh. Cái này thật sự nếu mà nói Việt Nam thì nó cũng không hẳn ở Việt Nam. Ừ. Chỉ là nó có phân bố ở Việt Nam à. Còn cái dòng này là nó ở Quảng Tây luôn nè. À. Ê, xuống rồi. À, đúng là đồ chơi của anh Nam có khác ha. Quyền xuống rồi hả? Dạ. Hết chưa? Hả? Cái đất này nhiều khi mình về mình nó sẽ gom vô một góc. Nó sẽ gom vô một góc á. Dạ. Thì nó gom ra đây luôn. À con kiến nó tự gom luôn. Dạ. Ồ. Hay ha. Ồ, quyền xuống cái tụi nó túa nhau xuống nè. Đó, quyền xuống cái là túa nhau xuống liền luôn. Thích thật. Thích thật. anh em mà xem clip mà có hứng thú với kiến á và có ý định là chơi tìm tăng đồ này nọ đó thì anh em có thể connect với bên HT và cái này thì phải đặt hàng anh em ha. Dạ. Phải đặt hàng, phải có thời gian chứ không phải là muốn có liền đâu. À, giống như muốn có liền cũng có nhưng mà có những cái tăng cơ bản đó. Cơ bản không có sự lựa chọn. Dạ, ví dụ như cái này nhiêu em? Cái này là lại để nuôi những cái tổ nhỏ anh, những tổ nhỏ thì cái lãi đó là 450. 450. Dạ, còn những cái tăng này là tăng lại nuôi những cái tổ trung bình. Từ 20 tới 50 worker. Những cái dòng như nhỏ hơn những hai cái dòng này thôi là được. Thì cái này là 1.350.000 thì nó là sẵn luôn, về chỉ xài thôi. Không cần phải làm thêm gì nữa hết. Khỏi thả kiến luôn. Dạ, cứ rồi. Để về chơi thôi, ngắm. Dạ. Đúng rồi. Mua nói xong mới nhớ là mua cặp kiến được giảm 50. Đó các bạn, nói chung là nếu mà anh em mà muốn muốn chơi liền á thì nó ít sự lựa chọn. Kiến này có khu vực bên kia kiến nhiều lắm. Còn anh em nào mà muốn ủa cái chuồng này là chuồng gì em? Ơi, không sao anh, không sao. Còn anh em nào mà muốn custom theo ý mình á thì nó sẽ cần chút thời gian. Như cái này là cái gì ta? Dạ nó cũng là chuồng nuôi kiến luôn anh. Mà nó kiểu Mika, nó full Mika hết. Full Mika luôn. Dạ, nó có cái đồng hồ luôn. Đồng à. Hồ luôn. Này làm anh nhớ chơi cái gì là bi thả hồi xưa quá. Dạ, nó lăn lăn lăn. Cái loại này nó
rẻ hơn những cái cùng kích thước. Ừ. Loại này có 650 thôi, tại vì nó là hàng lắp ráp, tiền lắp ráp sẵn để sẵn thôi. À, cái này là hàng nhập. Dạ đúng rồi, hàng nhập cái. Dạ, cái kia chỉ có cái này là custom thôi, của anh là custom thôi. Sướng lắm. Sao mà được ưu ái quá vậy? Dạ. Ok, đâu giới thiệu mấy cậu kiến bên dạ, kia. Dạ kiến đi. Thì mình đi qua kia. Ôi cái này bị nứt em ơi, đổi mạnh này. Kiến này chắc mình mời bạn chuyên gia, chuyên viên về kiến của tụi em nói cho dễ hơn. Ok. Dạ rồi, cho nhường mà diễn đàn cho bạn. Đây các bạn, đây mình cứ tưởng nãy mới bước vô, mình tưởng đây là một cái phòng thí nghiệm nào đó, quá trời ống nghiệm luôn. Thì bây giờ nhờ Lãm đi, Lãm giới thiệu với mọi người chút xíu. Đây là một cái ổ của nó luôn ha. Dạ. Cái này là dòng carbon niket. Ừ. Thì ở đây là chủ yếu là carbon nitrate thôi anh. Ừ. Nó là chung một cái họ với hai con kia của anh. Ừ. Ở đây sẽ có một số con màu nó khá là đẹp. Đâu em coi cho mấy con màu sắc đi, anh thích màu sắc á. Này, nhìn con này nha. Ừ. Nó sẽ có cái hoa văn chuyền vàng ở ngay bụng. Ừ. Thì con thợ của nó sẽ có được luôn cái hoa văn đó của con queen. Ừ. Đây. Cái này một ống này là có một con queen và một con thợ. Dạ. Thì nuôi cái ổ nhỏ này thôi, từ từ nó sẽ đẻ ra. Dạ đúng rồi. À. Thì mình sẽ nuôi trong ống nghiệm. Ừ. Tới khi mà nó được khoảng 20 watt thì mình sẽ bỏ ra những cái tăng nhỏ khác. Ừ. Ủa gì? Có nghĩa là để về nuôi luôn á hả? Dạ đúng rồi. Rồi nó ăn sao? Dạ mình rút bông ra, mình dùng kim tiêm mình bơm nước đường hoặc mật ong vô. Lúc này nó chỉ ăn nước đường với mật ong thôi. Dạ, nó không rồi. Ăn đạm hả? Dạ. Khi nào nó có nhiều ấu trùng rồi thì mình sẽ cho ăn thêm đạm để phát triển tốt hơn. Nói chung bên kiến này vẫn là một cái kho tàng, phải nói là mình chưa biết gì nhiều hết các bạn. Nhưng mà mình thì mình thích chơi cái kiểu mà tìm hiểu xong rồi mình sẽ quan sát á. Con này ôi ôi con này đẹp nè. Đó, con này là tụi em mới vừa về sáng nay luôn á. Con này đẹp nè. Dạ. Mới vừa về sáng nay luôn. Dạ, dòng này là đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam luôn. Ừ. Nó bự không? Nó hay không? Nó năng động đồ không? Lăng không? Thực sự là nếu mà nói năng động hay không thì em chưa biết. Chưa luôn, mới về luôn hả? Mới về. Chưa trải nghiệm luôn. Chưa trải nghiệm nhiều nhưng dòng mà mới không anh? Ừ. Dòng mới và có nghĩa là tụi em đã nắm một số kiến thức để nuôi được nó thôi. Ừ. Chứ nếu mà nói về những cái điểm đặc biệt hay những cái highlight của nó thì chưa biết. À, phải quan sát. Dạ, đúng rồi, phải quan sát. Thì những cái tổ mà nuôi chỉ queen vậy á thì anh khi mà anh thấy nó nuôi trong ống nghiệm nó hơi bất tiện nên tụi em có cái loại chuyên để nuôi queen luôn. À dạ, chuyên để nuôi queen luôn đây đó, mình chỉ nuôi một con queen thôi. Ừ. Vậy phần này cũng giữ ẩm vậy thôi đó. Ừ. Cái phần hour này mình để đồ ăn mà đây. Ừ. Queen nó sẽ tự xử hết. Khi nào nó nhiều worker rồi, những cái tổ nếu như anh thấy không có worker á, anh bắt buộc phải luyện. Phải luyện cho nó lên level là khoảng từ 10 tới 20 worker bắt đầu mình cho ra một cái chuồng nuôi chuyên dụng bự hơn lên được. Ừ. Ngộ anh em. Ngộ. Có nhiều người sẽ cảm thấy rất là ngộ, cảm thấy rất là tự lầm. Hôm nay là nuôi kiến nữa, hôm nay tới không chào nuôi kiến nữa. Nhưng mà thật sự là nó rất là hay ho ha. Nuôi rất kiến là... hiện tại là đang là hot trend của 2023 đó. Nhưng mà nó không phải là cái gì đó vô ích đâu nha các bạn. Tại vì các bạn hiểu cái mô hình của kiến là một cái nó là một cái giống như xã hội thu nhỏ, trong đó nó có nhiều cái vai trò khác nhau, mỗi một cái con kiến nó có cái vai trò để mà vận hành cái tổ của mình. Dạ, đúng không? Đó thì đứng đầu là con queen, thì dưới con queen nó có những cái con có chức năng này chức năng kia để mà phục vụ cho cộng đồng của nó, cho nên là nó rất là hay. Thậm chí là anh nghĩ là nếu mà xét về cái độ chiều sâu á là nó còn sâu hơn những cái dòng pet khác mà. Dạ đúng rồi. Tại nó cộng đồng mà. Nó cộng đồng với lại nó có nhiều cái học thuật mình cũng chưa nắm được hết à. Cho nên bây giờ nếu mà nói nó sâu xã hội nhiều hơn. Đó tính xã hội đó. Đúng rồi. Nhưng mà ta nuôi những con pet khác thì đơn lẻ một con làm như thế nào để cho con pet nó đẹp lên, nó bung hết được cái tố chất đẹp của nó thôi thì đó là cá nhân một con thôi. Còn nếu mà anh ta nuôi kiến nó là một cái mang cái tính chất xã hội trong đó, rất là dạ. Nhiều cái hay. Những cái dòng pet khác nó giống như một cái gia đình thôi. Ừ. Còn kiến là giống như một cái xã hội. Ừ. Tập hợp của một nhiều cái gia đình. Ừ. Ở đây là một cái dòng messor, em nghĩ là đẹp. Tại vì đầu của những con này nó sẽ có cái ánh màu đỏ, thân nó màu đen. Ừ.
và đặc biệt đây, là nó anh nhìn con khuyên nó sẽ có màu đỏ. Ừ. Cái dòng này là nó ăn hạt. À, ăn cái này là hạt của nó. Dạ đúng rồi. Ở ngoài tự nhiên thì nó sẽ đi lượm những cái hạt về, nó để trong tổ và nó trữ trong mùa đông. Ồ. Hạt này hạt gì em? Dạ hạt này là một cái loại giống như hạt kê vậy á. Ừ. Hoặc là mình nó cũng có thể sử dụng những cái hạt khác, hoặc là vào những cái mùa mà nó có hoa hoặc cỏ như mùa xuân á thì nó sẽ đi lấy hoa cỏ nữa. Ồ. Vậy là kiến này nó ăn chay. Dạ ăn chay niệm Phật. Sắp tới em sẽ có một con kiến nữa, anh bảo đảm. Hồi xưa anh em mình mới Animal Planet anh đã thấy rồi. Ừ. Hoặc là rất là nhiều kênh truyền thông anh có thể thấy rồi, đó là cái con kiến cắt lá. À. Những cái con kiến mà nó để cái lá nó trên đầu nó xong nó chạy một bầy đó. À, có nghĩa là nó nhiều con cùng khiêng cái lá vậy. Dạ đúng rồi. Ồ. Không, nó cắt nát cái lá ra nó đem về tổ. À. Rồi tổ nó sẽ nuôi cái lá đó thành giống nắm, như cái trang trại nấm. À. Xong nó lấy cái nấm đó nó làm thành một cái dung dịch giống như là vậy, như nó làm bánh mì giống như của mình á, xong nó mới ăn cái bánh mì đó. Trời ơi, hay chưa các bạn? Nó hơi bị xịn luôn. Hay chưa các bạn? Phải nói cực kỳ hay, có nghĩa là các bạn thấy là nó thông minh tức là nó biết tổ chức ha. Tổ chức là một cái gì đó cực kỳ phức tạp luôn chứ không đơn giản. Nó tổ chức và nó biết tự sản xuất cái thức ăn cho nó. Bạn thấy không? Nó gom lá về nó ủ để nó trồng tạo thành cái nấm hả? Thành cái thức ăn của nó. Dạ, nó làm nấm. Rồi nó ăn cái đó. Phải nói là cực kỳ thông minh luôn. Quá làm nấm rồi. Xong rồi nấm sinh ra một cái loại men. À. Rồi nó mới làm ra một cái loại thức ăn của nó từ cái men đó. À, dạ. Vậy nữa. Dạ, vậy đó. Không biết nó có tính mở tiệm bánh không? Nói chung là cái thời điểm đó là sẽ là qua Tết, tụi em sẽ đem cái tổ đó về. Mà nếu như mọi thứ ổn thỏa, em sẽ mời anh qua. Thôi. Thưởng thức cái hôm qua là giận luôn. Dạ. Cái này là gì ta? Cái này là cái tổ, cái ống nuôi quyên anh. À. Thì cái phần này á, chứ không phải cái bon. Đó thì cái này là để giữ ẩm, mình sẽ bơm nước vào đây. À, giữ ẩm cho nguyên một cái tổ. Ừ. Này là tổ để nuôi quyên, và khi mua một cái con quyên lẻ bên em là đều tặng được cái ống này hết. Ồ. Tặng một cái ống này nhưng mà nhỏ hơn. Nhỏ hơn. Ok. À, nếu mà không có biết đang chơi cái gì, nhìn mấy cái này là cũng không biết nó là cái gì không các bạn. Không biết nó là cái gì luôn. Ngộ quá, chơi kiến gì mà có bột trắng trắng rồi bon biết tà le á. Còn mấy này cái gì đây em? Dạ đó là những cái tăng mica lắp ráp nó như thế này nè, để em lấy cho mình nha. Ồ, đây là đây, xong rồi ráp lại. Ráp lại nó sẽ thành cái này. Để em đi qua. À, đây. Nó sẽ thành cái này là thành cái này nè. Dạ. Còn cái này là cái kia. Cái này là cái kia. Cái này là cái này. Đúng không? Cái này là cái này. Quá dễ hiểu. Cái này nuôi này, còn cái này nuôi kia. Thì cái này chuyên để mà nuôi con quyên lẻ. Ừ. Những cái tổ ít worker nó sẽ thường nó sẽ sống trong đây, một cái khu vực hour của nó nhỏ thôi, thì mình chỉ nuôi thế này khi nào đông mới bắt đầu mình cho ra tăng khác. Nhưng mà cái này nó để dốc vậy luôn hay là? Dạ không, nó có em cầm đi rớt lại. Sao hay rớt quá. Ủa rớt nữa nè. Đây, cái này là em nhập nguyên cục luôn. À. Chứ nhiều khi não em làm cũng không tới cỡ này. Nhưng mà để đây xong rồi gác lên. Đúng rồi, gác lên. Anh để đi. Hả? À, còn miếng dưới nữa. Đó. Đó. Ok. Cũng đẹp quá chứ. Dạ. Đẹp quá. Này là nuôi một queen thôi. Nuôi một queen. Tại có nhiều tổ thật sự tụi em mới tìm hiểu ra nè. Nó đâu có nhiều worker được đâu. Ừ. Chỉ nhập được về đúng queen thôi. Ừ. Nhưng mà nếu mà có con queen không thì làm sao để có worker? Dạ mình cứ nuôi queen anh. Nuôi queen từ từ đẻ ra queen, tại vì như lúc nãy như cái clip trước em nói á, là khi con chúa non nó được đẻ ra, nó đã được một con đực phối rồi. À. Nó sẽ giữ cái tinh trùng đó và nó đẻ cho tới khi nào nó hết game thôi. À. Dạ. Có nghĩa là để build một tổ kiến á thì có thể là chỉ cần một con queen thôi. Đúng rồi, chỉ từ từ nó sẽ đẻ ra hết. Đúng hơn chắc đúng hơn là chỉ từ một con queen á. Ừ. Dạ, rồi nó sẽ đẻ đầy đủ các thế hệ sau hết. À, là đủ các vai trò đồ này nọ. Dạ, trong xã rồi. Hội luôn. Đúng là xã hội mẫu hệ. Còn này gì em? Dạ cái này là cái đồ, không có gì liên quan. Cây đèn. Dưới này còn nhiều lắm nè các bạn. Dạ. Hiện nay là ở đây bên đây. Thôi con này cũng độc quá vậy, con kiến này màu vàng, bụng dạ. Trắng. Đúng rồi. Không phải bụng trắng anh. Mà bụng nó cũng cam cam á nhau mà do tụi nó ăn nước đường nhiều quá bụng xì. Tụi đang có ấu trùng nè. Dạ đúng rồi, ấu trùng rồi trứng luôn. Nè các bạn. Đang có ấu trùng nè. Là các con ấu trùng đó là lớn là sẽ thành một con worker đó. Cái này dòng kiến gì em? Dạ nó là nó cũng cùng họ với hai cái dòng kiến của anh nhưng mà nó tên là tơ két.
Turket Orange. Dòng này thì em không biết nói gì nhiều vậy đó, tại vì nó ngoài cái màu bắt mắt thì dễ nuôi nữa, dòng này cũng dễ nuôi. Dễ nuôi. Dạ. Màu bắt mắt, màu lạ chứ. Dạ. Hiện nay ở đây mình là được bao nhiêu dòng em? Dạ, trên dưới 30 dòng. Em nuôi kiến lửa, mình thấy trong vườn nhà nó lên mấy ổ. Kiến lửa nuôi khó lắm mấy nha. Dạ. Kiến lửa nuôi khó lắm á. Phản đam đó anh. Ơ trong này cái con kiến nhỏ mà có con kiến bự là queen nè đúng không? Dạ đúng rồi. Cái tổ lúc nãy bạn Lãm nói đó anh. Nó ăn hạt. Ăn hạt. Hiện nay giờ mình được bao nhiêu dòng ta? Ít nhất là phải được 27-28 dòng. Không, ở bên HT có thể đang có nè. Dạ đúng rồi. Hiện tại đang có nè anh. Dạ. Ồ. Tại đang có là hai mấy dòng đó. Nãy bỏ đâu quên rồi. Đây nè. Anh cứ để đó thì em sắp xếp lại. Thấy anh cũng hơi phiền rồi đó. cái này cũng ăn hạt nè đúng không? Dạ đúng rồi. Có hạt trong là nó ăn đó. Nó cũng song song nó vẫn uống nước đường nha. Nghe bạn nước thì để khúc cuối ha. Nhét một miếng ngon gòn chặt vô. Thì nước nó sẽ thấm qua đây. Thì con kiến nó sẽ uống nước vừa trên những cái miếng bông này. Đúng hơn là song song nó cũng uống nước chứ nó không uống nước đường. Em nhầm. Nó nhiều dòng quá, nhiều khi cái não em chạy không kịp. Đúng rồi. Thật sự này nếu mà nói chung anh em mình nói cho nó vui vui hài hài thôi, chứ còn để hiểu sâu nó chắc mình phải trải nghiệm. Dạ, hiểu sâu nó là mình phải chạy mã gen rồi đủ thứ anh. Rồi mình học về nó rồi coi sách tùm lum la. Nhiều lắm. Thì mình chỉ ngừng ở cái việc mà mình nuôi được nó thôi. Em có tìm hiểu là đỉnh cao của cái nuôi kiến này là cái gì không? Đỉnh cao của nuôi kiến anh? Là đạt được cái gì không? Đạt được gì anh? Là mình nuôi trong terrarium. Khó. À nuôi trong terrarium. Không phải ý anh là đạt được cái mục đích sâu xa gì cho cuộc sống à? Không, có nghĩa là ở góc độ người chơi á. À ở góc độ người chơi. Ở góc độ người chơi á thì để mà ví dụ như em là đỉnh của kiến đi. Ha, thì em phải đạt được cái gì thì người ta mới nói em là đỉnh của kiến, kiểu dạng vậy. Dạ. Thì cái đó thì thực sự kiến nó mới. Nó cũng chưa có một cái gọi là cái phạm trù để mình so sánh nhất định hay là ai cao hơn ai thì chưa có. Giống như bên Eagle mình cũng có cuộc thi này nọ này kia, mà kiến thì chưa, cho nên cái này là mình kiểu mình chơi tự do, chơi freelancer đó. Không, ý giống như là bây giờ dù nuôi kiến mà nó đẻ được là đỉnh. Dạ. Thì sau đó thì nãy Lãm mới nói là nuôi trong terrarium mà là đỉnh hả? Cái đó là mình duy trì được ở trong một cái terrarium lớn. Duy trì được nó sống cân bằng và nó không bị bệnh. Tại vì khi mà đưa vô terrarium nó sẽ có nấm mốc hoặc là những cái con ký sinh. Thì mình duy trì làm sao mà để nó sống khỏe mà nó không bị ký sinh hay là bị bệnh. Là khó nhất. Dạ đúng là rồi. Khó cân bằng cái gì ta? Dạ, nó khó cân bằng về cái độ ẩm. Và cũng như là cái tốc độ phát triển của nó thì nó nhiều quá thì cái terrarium của mình sẽ bị phá đi, nó không đẹp nữa. Cũng hay á, khó. Dạ. Mà tác động lên con kiến là cực kỳ khó. Dạ. Ở nước ngoài người ta nuôi những cái terrarium to lắm anh. To hơn những cái chuồng nuôi bò sát của mình, to gần mặt nó luôn. Và nhìn vào là mình muốn tạt nước liền đó. Nổi da gà. Nổi da gà. Đó nước ngoài thì người ta chơi lâu hơn mình. Đương nhiên là mình mới bắt đầu. Dạ, mình mới bắt đầu ha. Cái gì ta? Trong kiến này có khái niệm chữa bệnh không ta? Có anh. Có hả? Nó là dạng như bị ký sinh ve. Nó sẽ có những con ve nhỏ bám lên người con kiến. Thì cái đó mình có thể giảm độ ẩm của tăng xuống. Rồi cộng thêm là mình bỏ vào đó một cái chén nước chanh, hoặc là bỏ vào đó chế chanh thì kiến nó sẽ đi ngang và nó chùi cái người nó thì con ve nó sẽ rớt ra. Nhưng mà cái đó mình làm khá là lâu nó mới hết được. Thấy cũng cực quá ha. Đúng rồi. Cái bệnh nhiều nhất gặp ở kiến đó là ve. Ve. Dạ, ve nó đưa kiến đi nhanh lắm. Ở ngoài tự nhiên thì có một cái dạng nấm ký sinh. Cái nấm đó sẽ phát triển trong người con kiến tới một cái mức nó sẽ đâm ra dẫn kiến chết. Ôi, từ bên trong sổ ra ngoài. Dạ đúng rồi. Thì có những cái nhiếp ảnh gia người ta đi săn những cái tấm ảnh con kiến chết đó nằm trên cây thì đó là kiến zombie. Kiến zombie gọi là
Hình như nhớ là nấm zombie đúng không? Đúng rồi, nấm zombie. Nó coi như là nó vẫn tồn tại trong kiến, kiến vẫn sống luôn. Dạ, nhưng mà tới một lúc nào đó nó xì ra. Dạ. Làm kiến chết. Dạ. Dạ, nó tạo thành cái bức tượng kiến, nó nằm trên cái cây hoặc là trên cái chỗ nào đó. Tạo lên thành cái bức tượng là dạ, nó kiểu nó khô, nó cứng cái người lại. Con kiến nằm im đó, xong rồi có cái nấm mọc lên. À. Người ta đi săn những cái tấm hình như vậy anh. Ồ, có nghĩa là con kiến nó chết xong rồi cái nấm từ trong bụng nó bắt đầu mọc lên các bạn. Đúng không? Mọc dạ. lên rồi đầu dính lên cái cây đó luôn. Dạ. Ồ, ghê ha. Chữa bệnh thấy cũng phê ha. Giống như ở con có một cái loại ốc đó anh. Con loại ốc nó bị nhiễm cái con parasite là con gì? Ký sinh trùng. Con sáng. Một con sáng. Thì nó ăn vào con ốc, thực sự là con ốc nó chết rồi. Nhưng mà con ốc nó vẫn hoạt động, nó di chuyển để khi mà nó bị nhiễm con đó, con ốc nó sẽ có cái màu bảy sắc con vòng ở trên cái phần đầu của nó. Và nó sẽ đi ra ngoài cái chỗ khu vực mà rộng để cho con chim thấy, chim ăn nó. Rồi cứ thế cái dòng đời cái con sáng nó lại tiếp tục vào trong bụng con chim. Rồi chim thải ra, rồi lại dính những cái con ốc ở dưới tiếp, tiếp tục sống tiếp, nó sinh sản là tiếp. Hay là nó thì, có cái quy luật hết. Đúng rồi, có quy luật, có thiên nhiên trời thú. Dạ. Chữa bệnh hay khó quá, tưởng chữa bằng zumbo chứ. Zumbo. Chữa cái cho nhanh. Sạch cái là nhanh nhất đúng không ạ? Quá tê luôn. Đây là những cái tăng kiến hết hay không? Dạ không, đó là nhện. Nhện bò cạp. Nhện bò cạp. Cuối năm có gì vui không? Dạ cuối năm vui nhất là kiến rồi đó. Vui nhất là kiến. Thời điểm này là đang là kiến. Năm của kiến, Alison. Năm mới có gì hấp dẫn không em? Sang năm anh hả? Sang năm. Sang năm thì tụi em cũng chia sẻ là tụi em đã có một số cái project về con bọ cánh cứng. Dạ bọ cánh cứng tụi em cũng đã chuẩn bị hết đồ đạc của nó rồi. Thì qua năm là mình triển khai ra, với qua năm sẽ có kiến cắt lá nè. Với lại kiến mực. Kiến ăn mực á. Ăn con mực á? Không phải. Kiến ăn mực ong á anh, mà có nghĩa là nó ăn mà tới nỗi mà cái bụng nó phình gấp 4 lần bình thường á. Nó tròn á, anh thấy hay thấy trên mạng rồi đó. Thì có hai cái dòng đó sẽ hú anh qua làm hai clip chắc chắn rồi. Thấy con bọ cánh cứng hay á. Dạ bọ cánh cứng hay lắm, bọ cánh cứng là nó nhiều cái quá trình, nó có nhiều giai đoạn rồi nuôi, phải nuôi từ thời điểm trứng lên tới ấu rồi ấu thành con bọ. Nói chung là nó hơi quằn. Hơi quằn thì em sẽ làm hướng dẫn sau. Hay quá. Dạ. Cái bộ môn này em thấy là anh em mà chơi cái lứa tuổi cỡ nhiêu ta? Nhỏ nhỏ, các bạn nhỏ nhỏ có hứng thú với bò, với côn trùng không? Thôi về côn trùng á, về kiến á, thì nhiều. Về kiến thì thời điểm gần đây là cứ cuối tuần là tụi em tiếp gia đình không? Dạ tiếp đó. Tiếp phụ huynh dắt bé qua trải nghiệm trước. Có thể không mua gì nhưng mà cứ qua trải nghiệm chơi thoải mái chứ đã, xong rồi thời gian sau các bạn ấy vẫn quay lại để mua mới, để mua hàng luôn. Thì kiến này là nó đánh được nhiều cái lứa tuổi luôn anh, từ em thấy tầm từ 13 cho tới 25, 27, 28 luôn. Và sau 30 thì người ta chơi những cái tăng cỡ này anh á. Dạ. Nó đó không, cái kiến này rất là hay các bạn ha. Các bạn trẻ thì mình đang muốn hỏi coi các bạn gọi là hơi gọi là thiếu nhi á, có hứng thú không, thì mình nghĩ chắc mấy bạn thiếu nhi cũng sẽ hứng thú á, hứng thú với cái dòng bét côn trùng kiến này á. Dạ. Mà rất là ngưỡng mộ những cái phụ huynh khi thấy mấy con này mà vẫn cho bé tiếp xúc chơi luôn, là em rất thích. Qua đây học hỏi kinh nghiệm là để về dạy lại cho con của mình. Chứng tỏ là phụ huynh cũng có thích á. Dạ. Chắc nhiều khi đó phụ huynh thích á. Chứ không phải thằng con nó thích đâu. Đúng rồi. Có nào gọc này mở mắt không ta? Em cũng mong lắm. Đây bạn, Queen nó đã Queen nó xuống rồi. Chúng ta coi nó. Không, bây giờ em chịu khó em tắt đèn giùm anh cái, anh sẽ coi đâu rồi, bên này có chưa? Bên này có rồi, bên này lên. Đó, bây giờ mình sẽ coi kiến làm việc như thế nào. Chỗ này nó hơi bị chói cái đèn á, không phê lắm. Này nếu mà em nhìn bằng mắt thường thì nó sẽ chiêu hơn. Chiêu hơn là qua camera. Dạ.
Rồi bên này nó đây không? Ẩm cung. Coi có cặp nào đang gây lộn không? Bình thường là quốc con Win nó sẽ có khi vài tiếng hoặc nửa ngày nó mới xuống, mà anh qua là nó xuống luôn à. Anh có duyên lắm. Dạ, duyên không hiểu sao nữa. Ủa em, cái ổ ở nhà anh nó lâu lâu qua 1-2 ngày à, lên được rồi đó. Ôi hello em, anh Trịnh. Hello em. Qua mua kiến hả? Dạ không, em qua chơi. Chơi hả? Qua nó ăn uống đồ. Ăn em ngoài quậy phá shop. Cái ổ kiến của anh lâu lâu chết con hai con là bình thường đó. Dạ không sao, anh worker nó tuổi thọ nó rất là thấp. À. Tuổi thọ thấp nó sẽ, nói chung là nó làm lụng suốt ngày mà. Thì nó sẽ chết thôi, sẽ chết sớm. Chừng nào chứ nó mà nó chết số lượng nhiều thì mới lo đúng không? Dạ, cứ khi nào mà con nó chết nửa tổ. Hoặc nửa tổ cũng không sao nữa, thực sự là mình chỉ cần nuôi cái con Win thôi. Ngay cả mình cũng phải nuôi con Win luôn. Nó chỉ cần con Win khỏe là cái tổ nó ok hết. Nhưng mà ý là ví dụ mình thấy chết số lượng nhiều là mình sẽ nghĩ ngay vấn đề là cái tăng của mình nó có vấn đề gì đó. Cái tăng vấn đề hoặc là thức ăn có vấn đề hoặc là nhiệt độ có vấn đề. À. Dạ. Còn lâu lâu chết lai ra một hai đứa là bình thường, là hết cái dòng đời đó là dạ, nó đúng đi. Rồi. Hay. Ok. Rồi ok các bạn. Thì hôm nay lại ghé HT vào những ngày cuối năm nữa. Không khí anh em phải nói là rất là vui vẻ luôn. Ha, rồi mình thì cũng đón được hai cái tổ này rất là ưng ý luôn. Hai cái tổ rất là to. Nó mới thỏa mãn được cái nhu cầu ngắm nghía của mình. Cái kia nó nhỏ quá, nhìn nó không phê. Đó dạ. Thì cái này khi mà order đặt hàng với lại bên HT á, thì mình cũng nói là từ cái phong cách nè, cái kích thước của cái tăng nó phải to. Rồi mình nói em ơi, anh cũng hay nằm chiêu chiêu buổi tối suy nghĩ công việc rồi á, em gắn đèn led vô giùm anh để mình đỡ mất công. Lúc trước anh soi cái đèn, anh soi đèn vô thì nó giống như nó không có đã lắm. Yeah. Mình hơi cực. Em custom cái đèn led vô giùm anh thì có luôn, có đèn led luôn ha. Rồi cái điều mình nói là mình cho ăn là mất công dọn dơ quá, thì bên HT cũng đưa ra giải pháp là cho ra cái khu vực ăn riêng biệt luôn, thì coi như là dọn ở đây rất là gọn gàng, không có ảnh hưởng trong này. Đó, trong là phần hour là mình chỉ để cho tụi nó hoạt động thôi, hoạt động thôi. Mình hoạt động là hoạt động phía bên ngoài hết. Ồ. Đó, rồi nước nôi rồi cũng đưa ra ngoài hết để dễ thao tác hết nè. Này là không cần xài zip nữa. Dạ. Không cần xài mấy cái đồ gấp nữa. Dạ không cần thiết luôn. À, đó thì cứ đây rút ra là dứt thôi. Còn gì hay ho nữa không ta? Đó thì đó là những cái điều mà cái tăng này và anh em HT đã đáp ứng cho mình ha, rất là ưng ý luôn. Thả hai bầy kiến vô cũng đặc biệt to bự. Khoái to bự, khủng. Bự nhất Việt Nam. Ừ. Bự nhất Việt Nam chưa ta? Bự nhất Việt Nam, dòng này là bự nhất Việt Nam. Cái dòng này á hả? Dạ. Đó. Rồi ok thì mình nghĩ là cái đam mê kiến của mình nó đang cháy mạnh lên từ từ đó các bạn. À nói về đam mê kiến. Tại sao em offer cho anh cái con kiến to này? Một bạn fan của anh nhắn cho em, anh ơi em năn nỉ anh offer anh làm cách nào anh rù mến anh nằm ngô chơi cái con Singularis đi. Để em thích cái con đó lắm mà em cứ chưa biết nhiều về cái con đó. Thì không nhớ cái tên bạn là tên gì nhưng mà em nói ok. Vậy là khoảng một tuần sau là em offer cho anh cái con đó, anh ok luôn. À, là em đem về luôn. Vậy là cái này không phải ý của mình, này là ý của người ta không hả? Dạ. Cái con sang ba này là ý của em. Đùa thôi. Thì đối với kiến thì mình cũng chưa có biết gì hết trơn á, nhưng mà sẽ gọi là Google tìm hiểu rồi quan sát rồi học hỏi của những anh em mà có nghiên cứu đi trước để từ từ mình hiểu nó ha. Thì mình thấy rất là thú vị luôn, phải nói là cực kỳ thú vị luôn. Mình nghĩ nó sẽ, cái đam mê này sẽ còn tốn tiền nhiều dài nữa đó. Ok rồi thì nói chung là Tết này có đồ ngắm chơi rồi đó. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe ha, qua năm mới ha, và vui vẻ khi xem clip Nam Ngô và HT. Bye bye mọi người nha. Bye bye, bye, bye. Mọi người.